chào mọi người đến với kênh của mình nhé. Chào tất cả toàn thể anh em đam mê thú cưng và đang coi video của mình. Hôm nay là mình giao 7 bé Husky cho một anh trai ở EK, tỉnh Đắk Lắk. Đây, anh nuôi là trang trại kết hợp với lại năng lượng mặt trời phía trên này. Đó, các tấm năng lượng mặt trời. Đây. Xung quanh thì có làm thêm có trại gà, vịt và heo nữa. Đây, gà thì ở khu này, vịt thì ở bên này, heo bên này luôn. Thì tương lai đấy là mình trước đây là khu này là như là anh để vịt, nhưng mà bây giờ là anh láng lại, anh sửa chữa làm sạch sẽ lại và anh dùng để nuôi cún. Đấy. Thì anh mới làm xong thôi, mới làm trại xong thôi, chưa phải là hoàn hảo lắm. Nhưng mà về cơ bản là cũng đã nuôi được. Cơ bản là chuồng tốt. Cơ bản là chuồng ok, chắc chắn. Phía trên thì có che lại phía trên cho khỏi nhảy ra ngoài. Husky thì có đặc điểm là anh em nên làm chuồng chắc chắn, kín, và thứ hai là rào xung quanh lại cho nó đàng hoàng. Đấy, mai mốt là anh sẽ rào lại khu này. Xây thì là làm thêm lưới cao lên. Đấy, làm thêm bên này nữa, làm thêm cao lên. Đó, tốt hơn nữa là sẽ CC ra làm sao để gà khỏi vào đấy, đi phân trong này là càng tốt. Bởi vì phân gà dính vào lông của một con chó thì nó dễ bị ghẻ hơn. Đấy. Đó này, lần đầu tiên tới thì cũng lần đầu tiên anh em bắt về á. Tuy là lớn hoặc nhỏ, nhưng mà khi mà tới nơi là anh em cho uống nước đường liền nhá. Pha nước đường cho uống liền. Là thứ nhất là nó hồi lại sức, và thứ hai là nó khỏe, là khỏe nhanh khỏe. Đấy. Còn đây là cái khu lúc trước là nuôi gà này, uống gà này. Đó. Bây giờ là anh thiết kế là làm khu vực cho chó đẻ luôn. Đấy. Mình thấy cũng ok. Đấy. Tuy là hơi thấp một tí, nhưng mà phía trên là có cây thì vào thì cũng không thấy nóng. Đây, anh đang có một đàn này, mới bắt về 2 tuần đã hẻ này. Đó, bên này có đàn Sibo ba bé. Thì đèn này là ví dụ như là buổi ban ngày mà không nóng á, không lạnh á, mình có thể tắt đèn đi. Buổi tối mình có thể bật lại. Đây là Sibo này. Con sồi nó đang giữ con á. Nó đang canh con. Dòng này chăm con khéo lắm anh em nhá. Bên mình bao tiêu cái dòng Sibo cũng rất là cao, tầm 8 đến 12 triệu tùy anh em chăm. Em chăm đẹp thì mình bao tiêu mình về mình dễ bán, bán nhanh. Thì mình bán được giá cao thì mình cũng thu lại cao, phun giá cho anh em. Này, bốn chuồng thì mình cũng đang làm. Đang làm chưa xong. Đó. Nếu mà anh viết hết cái khu này thì 3, 4, 5, 6, 7, 8 chắc là 8 máy để đây thoải mái. Thì khi mà thiết kế thì anh em nhớ một chỗ là thiết kế làm sao có khu vui chơi nhé. Lúc nào mình cũng nói chuồng anh em có thể làm nhỏ một tí, anh em có thể làm to cũng được, nhưng mà bắt buộc phải có không gian. Thứ hai là có gió, cửa gió rồi có nắng chiếu vào. Đấy, nó làm cho con chó khô da, nó rất tốt cho sức khỏe. Còn đây là khu vực mà anh nuôi Corgi này. Đây là khu vực anh nuôi Corgi. Đó. Sau đó Corgi với Sibo. Thì tổng cộng của anh 7 con với là 10, lúc trước là bắt 13 con Corgi với Sibo. 14 con, với lại bắt 7 con Husky nữa là 21 con. Nguyên trải anh là 21. À, Corgi nhá. Đây là Corgi. Đó. Còn khu vực là Sibo. Thì anh nuôi nhiều, lúc là bán 8 con lợn nên bên mình hỗ trợ luôn, thì hỗ trợ được luôn cho anh chồng để mà phối Sibo này, dễ thương không?
Shiba. Anh em nhớ làm nhất là dòng Shiba nên hay cắn nhau, cắn rất là dữ. Không cắn thì thôi, cắn là rất là hay. Anh em nên kiểm soát nhé, thả ra thì nên kiểm soát. Đây, nhiều Kuzu màu tri. Màu tri thì gồm 3 màu: vàng, trắng và đen. Đây là thì là Kuzu lông dài. Kuzu có hai loại anh em. Nếu mà so nói về lông thì có hai loại là lông dài và lông ngắn. Thì cái khu này anh làm thì cũng ok, nhưng mà lại không có chỗ để mà nắng chiếu vào. Và cái sân chơi này nếu mà cho tổng cộng mười mấy con thì nó có vẻ là hơi nhỏ. Thì chắc tới là chắc là sẽ phải thiết kế lại, thiết kế thêm một khu vực nào đó vừa có nắng vừa rộng rộng tí. Đấy. Nói chung là về tổng thể thì là hãy được nhé. Và đây là cái đợt Covid. Thì trước khi mình đưa giống cho anh em thì cho anh em lựa chọn. Có thể là anh em chọn tơ hoặc là phối rồi. Phối rồi thì nếu mà ở trại có phối rồi mình sẽ giao phối rồi, tơ hoặc là đẻ một lứa. Thì tơ thì anh em có lợi thế là nó còn trẻ, thì đẻ một lứa là nó được cái là nó có kinh nghiệm chăm con và lứa sau nó đẻ sẽ nhiều hơn là lứa đầu tiên thường là đẻ ít. Đó, như thế này. Đây, đây dưới cái này là khu vực trại heo này. Đó. Trên này là tấm năng lượng này. Rồi cảm ơn anh em đã coi kênh của mình nhé. Anh em nào mà cần tìm hiểu về ngành thú cưng hoặc là muốn xem triển vọng về ngành thú cưng hoặc là muốn hợp tác nhân giống với bên mình thì mình bao tiêu kỹ thuật, bao tiêu đầu ra, bao tiêu phối, bao phối, thì anh em có muốn tìm hiểu thì cứ mạnh dạn nhắn cho mình nhé.